Sau đây A Đạt sẽ dự báo thời tiết của những ngày Tết cho các bạn biết, chỗ nào chơi được thì bớt, chỗ nào chơi không được thì bớt. Dạo gần đây tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, Hậu Giang, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ xuất hiện sương mù mồ côi. Sương mù này theo người Khmer còn có tên gọi là đại ca một mắt hoặc một bên. Sương mù này khiến cho bon phôn sậy sậy nóng lạnh, rung chân rung tay, không có sức gì đâm kia. Và điều lo lắng nhất khiến cho bon phôn sậy sậy hia ai đặc khâu, không có cảm giác như đào đau sụi sụi. Sương mù này còn gây ra tác hại ôi bon phôn bỏ bỏ, ví dụ như nhạc sạch, nhiên xẻ hoặc lẹm cây không được sóc sợ bại. Trong những ngày Tết sẽ xuất hiện những vụ lừa đảo rất gia tăng. Nếu như bon phôn na gặp tình trạng kì đắc vạch nông co dương kì xua tha, tiền để đâu khai mau, thì bon phôn cứ trả lời là tôi biết mà tôi không có khai. Còn đối với những bon phôn na men sòn xa hơi thì gia đình chúng tôi xin chia buồn. Đừng thay chia buồn đi, bởi vì mùng 1, mùng 2 tao té sòn xa liền, bà khên âu mai về sầm rọt dương nó thì dân bơ tao, còn chăm túc âu mai về chia dương nó, xuôi đây co nổi nó. Thì mẹt nâng bon phôn nhậu tự do đâu, từ phem đôi giúp, hay bà giúp khên gì gì tà ta điên nó, thì bon phôn ô lo kèo kèo chinh ôi rom rom đó. Chị nói gì gì tà ta đôi chinh chê nó, bon phôn gì tha. Chọn ấy điện hoa đạt đó. Còn bon phôn sậy sậy á, mẹt á, mà năm men mà đoạn. Bà xoắn xá hay là đây men lưới nâng xong đâu, tinh ao khâu na khai khai tích. Hay chọn CAC đâu, C đôi chân đâu. Về ngầm hèn thơ ấy dương á, về chăm đó mẹt nâng. Đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn á. Bon phôn nam toàn men xoắn xa, hay mẹt nâng chọn hùa xoắn xa, thì dị tam nhóm nè. Chạp mệt chinh buông cả vốn chệt, buông cả đo ta đi cả lắng toàn men phlem nổi.